Ai ông xã? Con này là hãng gì đấy? Gowin. Honda 1500. Cái gì ăn nó thấy bền nhất mà ngon. Mới luộc lên rất là đúng. Luộc lên cái là đã thấy thơm. Honda 1. Go Wing. Xe to như ô tô con. Cái xe này anh đi bằng lái là nó khác cái A2. A2. B1 không lái được anh. Không. Lái ô tô chắc thì là đi được xe này. À. Bằng A1 của mình chỉ có anh đi được không lái anh? Không, chịu. Đồng ý công việc xe ô tô bằng remote không biết cái thứ. Bằng A3 là bằng cao nhất của xe máy là chạy xe ba bánh biết cái thứ đấy. Nhưng mà trước nó bảo là nếu mà muốn con này bây giờ là trước A13 trở lại đây thì mở rồi. Trước 2013 của nó là anh kể là nó cũng hay chơi xe. Nó hay chơi xe to. Mẹ hai vợ chồng nó như con tượng. Con này trọng lượng nó bao nhiêu cân anh? Nó bảo 470 cân. Ôi dồi ôi. 150. Thế đúng là nó bằng cái ô tô con thật. Nhưng là anh mua là bốc hộp là bao tiền? Mới rồi 2014-15 của nó là sắp tô. Thì cả đăng ký khoảng 4 tỷ 7. À, 1 tỷ 470 triệu. Cả đăng ký là 1 tỷ 470 triệu. Xe cũ này thì nó vài trăm thôi. Vâng. Thì mình đang nói cái đời này nó là mới là như thế. Vâng, này là chắc cũng phải tham gia một cái đội nào đấy nhỉ? Đấy, logo này. Logo đây à? Đi này chắc công an giao thông nhìn thấy để tránh xa. Toàn thì ai cũng tức ta. Toàn đi bài trực tiếp và đi thực tế lấy nhà bỏ cái là mình đi xe này thì hay đi cái chỗ. Nói chung là đi thường đoàn nó cũng không ấy, nó cũng không họ không ấy. Ví dụ chơi xe này thì ví dụ như đến mô tô Hà Nội thì đến cục cảnh sát giao thông biết hết. Đi đường nào cũng đi tiếp hoặc đi theo hướng đường đi nhanh được. Cái này là vẫn của Honda anh? Honda Mỹ. Honda Mỹ à? Tôn hoa sen VTV tôn hoa sen. Con xe này là xe số 46 này. Câu lạc bộ gì đấy? Liên đoàn xe đạp mô tô thể thao Hà Nội. Câu lạc bộ mô tô. À. Cái con số 1500 đấy là như nào anh? Phân phối. À. 1.5 ấy. 1.5 đấy à? À. 6 bằng 6 máy. Đúng không bằng cái Vios. 6 bằng gì? Còn lớn hơn 6 máy ạ. Vios và 6 máy Vios thì có 4 máy. Lớn hơn cả Vios thật. Tốc độ là tốc là hơn Vios. Đi anh ơi. Ba về. Ba về đây. Bỏ cốp đi. Vâng. Cốp đây, cốp hồng quanh. Ông đúng rồi, sao ông lấn vào hình ảnh của cháu? Ông phải show pin trong thùng và ông mới được đứng vào chứ nhỉ?
Trêu ông đi. Lợn con à. Này đúng là ngồi lên khó đê. Ôi, có cho em em chịu chết. Hai em này làm gì đây? Ý, đà điểu ba vì. Ê. Nó có bỗ không đấy Thái Mèo ơi? Nhìn mẹ nó bỗ phát thì toi. Đa điểu, đa điểu, đa điểu, đa điểu. Ui. Bỏ máy, vứt cái mặn, đi lên cái là nó tự nó